sau đây mình sẽ test rải cũng như là chua lô bên tay phải. Thank you.
các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến video đến cuối video này. Thì mình cũng mong là các bạn sẽ chọn được một cây đàn ưng ý để tốt cho phục vụ cho công việc và đam mê. Video này thì mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video review đàn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.